Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 18, các phương pháp chế biến thực phẩm. Ở bài số 18 này thì có hai phần chính, đó là phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Một nhỏ. Phương pháp chế biến làm chín thực phẩm trong nước. Đầu tiên, phương pháp làm chín thực phẩm trong nước thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua về phương pháp luộc. Về phần hình dưới đây, các em hãy cho cô biết thế nào là món luộc. Các em hiểu như thế nào về món luộc? Luộc là một phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thời gian đủ để làm chín mềm thực phẩm. Các em nhớ nha, khi các em muốn luộc một món ăn gì đó thì các em phải cho lượng nước nhiều. Nhiều ở đây là nó sẽ qua ngập mặt thực phẩm luôn. Thì thực phẩm của chúng ta sẽ nhanh chín hơn và khi chín nó sẽ chín đều toàn bộ thực phẩm. Chứ nó sẽ khi các em cho nước ít thì nó sẽ chỉ chín ở mặt dưới đáy thôi, còn mặt phần trên thì nó sẽ không chín được. Tương tự đó, các em hãy kể cho cô biết các thực phẩm nào chúng ta sẽ cho luộc khi nước lạnh và thực phẩm nào cho vào luộc khi nước ấm và thực phẩm nào nước sôi các em mới cho vào luộc. Câu hỏi này thì các em sẽ làm trong tập cho cô ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp nấu. Phương pháp nấu là các em hay gặp nhất, nó có xuất hiện trong những món điểm tâm sáng của các em như phở nè, bún bò nè, hoặc trong những bữa cơm gia đình, đặc biệt là món canh mà các em hay thấy nhất. Vậy thì theo em, giữa món nấu và món luộc nó khác nhau như thế nào? Hai món đều là làm chính trong môi trường nước và đều làm chín trong thời gian đủ để làm chín thực phẩm. Đó là điểm giống nhau giữa món luộc và món nấu. Điểm khác nhau duy nhất của nó đó chính là khi nấu thì chúng ta có thể phối hợp nguyên liệu động và thực vật với nhau để cho món ăn thêm phong phú. Và chúng ta sẽ kết hợp với những gia vị như đường, muối, bột ngọt, bột nêm để cho món ăn chúng ta thêm đậm đà. Còn đối với món luộc thì chúng ta không cần làm điều đó. Có một số người luộc, người ta chỉ cho một ít muối vô trong đó thôi, chứ người ta không hoàn toàn bỏ gia vị gì vô trong đó hết. Và khi các em luộc, các em chỉ luộc một loại nguyên liệu như là động vật hoặc thực vật, chứ các em không bỏ động vật và thực vật vô mà các em luộc chung với nhau vì thời gian làm chín nó khác nhau. Đi qua tìm hiểu tiếp là món kho. Kho cũng tương tự như món nấu, đều là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. Theo như em, món kho có đặc trưng gì so với các món khác? Những gia vị nào dùng để tạo mùi thơm đặc trưng cho món kho mà món nấu không có? Đối với câu hỏi này, các em cũng trả lời vô trong tập cho cô. Theo đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp thứ hai, đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Các em có thể quan sát hình ảnh và cho cô biết phương pháp này là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước nào. Dựa vào hình ảnh nồi hấp thực phẩm, thì các em hãy liên hệ thực tế cho cô biết hấp là gì. Các em có thể quan sát trên hình. Đầu tiên sẽ là các em sẽ để lửa to để khi mà các em hấp. Sau đó lượng nước nó phải như thế nào? Và từ cái lượng nước đó thì nó sẽ xuất hiện, khi nước sôi nó sẽ xuất hiện tình trạng hơi nước bốc lên. Khi có hơi nước bốc lên thì thực phẩm chúng ta sẽ tự khắc làm chín.
Vậy theo em, như thế nào là hấp? Nói cách khác, hấp là làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước. Lửa cần to để hơi nước bốc lên nhiều, đủ để làm chín thực phẩm. Đây là một số món hấp mà em hay bắt gặp nhất. Những món ăn các em có thể bắt gặp nhất ở nhà hàng người Hoa, những món dim sum nè cũng sử dụng phương pháp hấp. Hoặc ốc bươu nhồi thịt, hoặc khi các em làm bánh lăng, hoặc khi các em hấp mực. Tiếp theo, ngoài những món trên thì chúng ta còn có một số món dùng phương pháp hấp như sau: bánh bao, xôi, bánh da lợn, bánh bèo, há cảo. Đối với phương pháp hấp thì khi các em sử dụng, các em cần lưu ý một số điều như sau. Dụng cụ hấp phải kín, trong quá trình hấp không được mở vung nắp nhiều lần. Vì khi các em làm như vậy thì lượng hơi nước bốc ra nó sẽ bị thất thoát đi và nó sẽ làm thời gian chín thực phẩm lâu hơn và nó sẽ làm mất thời gian của mình hơn. Và đặc biệt ở đáy nồi các em phải cho lượng nước nhiều để đề phòng trường hợp khi mà các em nấu những thực phẩm lâu chín. Ví dụ như các em làm món gà hấp mà các em cho nước ít quá thì thời gian không đủ để làm chín thực phẩm mà lượng nước của chúng ta bỏ vô ban đầu nó sẽ cạn đi hết. Mà khi quá trình các em hấp mà để nước cạn như vậy thì nó sẽ không tốt. Nó rất dễ dẫn tới một số trường hợp như là cháy nổ, nó không an toàn cho gia đình chúng ta. Các em nên nhớ thời gian chín của nó phụ thuộc vào từng nguyên liệu của các món em nấu. Và nguyên liệu hấp các em phải được sơ chế tinh khiết, có thể phối hợp với nhiều nguyên loại tùy theo từng món mà các em ăn. Và các em phải sơ chế thật cẩn thận và thật kỹ. Vì đối với món hấp là các em sẽ làm xong và các em sẽ lấy ra các em ăn liền luôn, các em không cần qua bước chế biến nào nữa, do đó các em phải sơ chế thật kỹ để khi mà chúng ta ăn vô nó không dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Sau đây các em sẽ đi qua tìm hiểu về phương pháp thứ ba, đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, đó là nướng. Hiểu như thế nào về phương pháp nướng? Phương pháp nướng các em hay bắt gặp trong đời sống hàng ngày cũng như là trong những buổi tụ họp của gia đình, hoặc là những buổi tụ họp của bạn bè, những bữa tiệc liên hoan, hoặc những khi các em đi ăn cùng gia đình vô những làng nướng hoặc vô những nhà hàng nướng của Hàn Quốc. Vậy các em hiểu như thế nào về món nướng? Nướng là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, chỉ dùng lửa dưới là than, thường là than củi, nướng hai bên thực phẩm cho đến khi vàng đều. Lãnh về phương pháp nướng. Khi chúng ta sử dụng phương pháp nướng thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Chúng ta chỉ nên dùng than hoa để nướng, không sử dụng than đá, than quả bàn, than tổ ong hoặc là bếp dầu. Như bạn sẽ thắc mắc than hoa là gì? Than hoa cũng tương tự như là than củi. Nguyên liệu để sản xuất ra than hoa đều từ gỗ tự nhiên. Còn đối với than đá, than quả bàn, than tổ ong thì nguyên liệu là nó sẽ pha những cái tạp chất hóa học hoặc nó sẽ kết hợp với bùn và nó dùng phương pháp ép để tạo thành những cái than. Khi các em đốt lên như vậy thì nó sản sinh ra ngoài khí CO2 và khói thì nó còn sẽ sản sinh thêm lưu huỳnh và nitơ. Những chất đó nó không tốt cho sức khỏe, khi mà chúng ta hít nhiều, chúng ta sẽ dẫn tới ngộ độc khí. Do đó người ta khuyên dùng chúng ta chỉ nên sử dụng than hoa và than củi là chính. Đối với công nghệ tiên tiến hiện tại bây giờ thì người ta
than hoa người ta còn phân ra làm hai loại, đó là than hoa không khói và than hoa có khói. Khi chúng ta sử dụng than hoa không khói thì nguyên liệu làm ra nó là từ gáo dừa. Các em sẽ bắt gặp những nơi nào sử dụng than hoa không khói, đó là những nơi nhà hàng nướng của Hàn Quốc nè, như King BBQ hay là Sumo, thì các em sẽ thấy khi các em nướng thì nó sẽ không có khói. Và một số làng nướng người ta cũng sử dụng than hoa, nhưng than hoa có khói thì người ta sẽ đi kèm với nó là máy hút khói. Thì để trong quá trình các em nướng thì các em sẽ không bị hít phải lượng khói nhiều, nó sẽ không dẫn tới tình trạng ngộ độc khí. Tương tự như thế, khi chúng ta nướng thực phẩm, chúng ta chỉ nướng chín tới thôi. Không nên nướng quá kỹ, vì khi các em nướng quá kỹ thì nó sẽ dẫn tới tình trạng bị cháy và bị khét. Khi mà bị cháy, bị khét, nó sẽ làm mất mùi đi của thực phẩm và nó sẽ tạo thành một chất độc. Khi chúng ta ăn thực phẩm nào bị khét lâu ngày, nó tích trữ trong cơ thể thì nó đều không tốt. Nó sẽ sản sinh ra gây tình trạng ngộ độc, nặng hơn nữa nó sẽ gây ra tình trạng ung thư. Do đó chúng ta không nên ăn những thực phẩm bị cháy hoặc bị khét. Từ đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp thứ tư, là phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo. Trong chất béo là các em sẽ nghĩ tới phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp rán. Rán có tên gọi khác là phương pháp chiên. Theo em, món chiên được làm chín trong môi trường nào? Lửa để chiên như thế nào và thời gian trong bao lâu? Món chiên thì các em rất gần gũi với các em luôn. Các em hay ăn nhất là món cá viên chiên, hoặc tôm lăn bột nè, hoặc cá chiên nè. Thì các em sẽ để ý môi trường làm chín nó sẽ là môi trường nào. Đó là môi trường làm chín trong môi trường chất béo. Khi đun thì chúng ta sẽ đun với lửa vừa trong thời gian đủ để làm chín thực phẩm. Khi chúng ta chiên rán trong môi trường khá nhiều chất béo thì nó sẽ làm cho thực phẩm chúng ta giòn và ngon hơn. Do thời buổi tiên tiến bây giờ thì một số người ta không còn sử dụng nhiều dầu nữa, mà người ta sẽ thay thế phương pháp đó. Người ta sẽ mua về một cái máy chiên không dầu, thì người ta bỏ vô trong đó, người ta chiên không cần dầu, thì thực phẩm mình vẫn giòn, vẫn ngon, và nó sẽ an toàn cho sức khỏe hơn. Vì lượng dầu khi mà chúng ta vô cơ thể quá nhiều thì nó cũng không tốt. Tương tự đó, chúng ta sẽ qua đi tìm hiểu món rang là gì. Món rang là các em hay thấy nhất khi các em đi xem phim, và các em hay ăn nhất đó là bắp rang bơ. Vậy theo như các em, món rang là gì? Rang đó là một phương pháp làm chín thực phẩm với một lượng chất béo ít hoặc không có chất béo luôn. Đảo trong chảo lửa vừa để thực phẩm chín từ trong ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong. Đây là các món rang ít chất béo như cua rang me, tôm rang, bắp rang bơ. Ngoài ra, đây là một món rang không chất béo. Đậu phộng rang, hạt dẻn rang, cà phê rang và mè rang. Tương tự đó thì các em sẽ hiểu như thế nào về món xào. Món xào là các em hay bắt gặp nhất trong các bữa ăn sáng nè, hoặc những bữa cơm gia đình đều có. Bữa ăn sáng các em hay ăn những món xào, nhất là nuôi xào bò nè, hoặc hủ tiếu xào. Còn đối với trong bữa ăn gia đình thì các em hay ăn nhất là những món cải xào, hay là mực xào chua ngọt, hay là sườn xào chua ngọt. Vậy em hiểu như thế nào về món xào?
xào là một phương pháp làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, có sự kết hợp giữa thực vật và động vật, hoặc riêng từng loại các em đun lửa to trong thời gian ngắn. Đối với món này thì các em lượng chất béo chỉ là cần vừa phải hoặc là ít thôi, và các em có thể xào chung với động vật nè, thực vật vào chung, hoặc các em chia riêng ra từng loại các em xào cũng được. Khi các em xào thì các em để lửa to và trong thời gian ngắn thì thực phẩm của mình nó sẽ ngon hơn và bắt mắt hơn. Nó không làm thực phẩm bị nát. Mà các em hay ăn nhất.